Thưa tất cả bà con, từ phiên dịch ngày hôm nay ngày thứ tư giá cà phê tại hai sàn cà phê là London và New York. Sàn cà phê London thì có tăng nhẹ, sàn cà phê New York thì tiếp tục có giảm bà con nha. Xin chào mừng bà con và mọi người đã quay trở lại kênh Đào Phao mình nha. Mình Đào Phao đây, hôm nay là ngày 15 tháng 9. Mình Đào Phao cho bà con, cho mọi người mới thật là nhiều sức khỏe. Mọi việc tính toán làm ăn đều gặp nhiều may mắn bà con nha. Thưa bà con thì hôm nay ngày thứ tư, mình Đào Phao sẽ quay trở lại để quay cà phê, giò tiêu. Tại các địa phương ở tỉnh ngày hôm nay sẽ thử đổi lại sao cho con tham khảo nha. Bây giờ mời bà con, mời mọi người thân mình theo dõi bảng giá cà phê và giá tiêu hôm nay ngày thứ tư nha. Bà con, sau đây là bảng giá cà phê sàn London chủ phiên dịch ngày hôm nay ngày 15. Tại sàn cà phê Rota thì có tăng nhẹ bà con nha. Giá cụ thể là kỳ hàng nhóm ngày tháng 11 tăng lên 6 đô lên 2063 USD tấn. Kỳ hàng nhóm ngày tháng 1 năm 2022 tăng lên 5 đô. Kỳ hàng nhóm ngày tháng 3 tăng lên 1 đô. Kỳ hàng nhóm ngày tháng 5 thì không tăng, không giảm bà con nha. Thưa tất cả bà con, còn sau đây là bảng giá cà phê sàn New York chủ phiên dịch ngày hôm nay ngày thứ tư. Tại sàn cà phê Arabica thì tiếp tục có giảm bà con nha. Giá cụ thể là kỳ hàng nhóm ngày tháng 12 thì giảm 1,35 cent xuống còn 185,45 cent trên pound. Kỳ hàng nhóm ngày tháng 3 năm 2022 thì giảm 1,35 cent. Kỳ hàng nhóm ngày tháng 5 và kỳ hàng nhóm ngày tháng 7 năm 2022 đều giảm 1,30 cent bà con nha. Bây giờ mời bà con, mời mọi người theo mình theo dõi bảng giá cà phê và giá tiêu ngày hôm nay ngày thứ tư tại các địa phương ở tỉnh sẽ thử đổi ra sao bà con nha. Thưa tất cả bà con, sau đây là bảng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay, ngày thứ tư, ngày 15 tháng 9 năm 2021. Thưa tất cả bà con, sau đây là bảng giá cà phê, giá tiêu sáng hôm nay ngày thứ tư tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk. Sáng hôm nay tại cơ sở Hoàng Hưng đang thu mua bao giá cà phê là 40.200 đồng trên ký. Giá tiêu sáng hôm nay tại cơ sở Hoàng Hưng đang thu mua vào là 81.600 đồng trên ký. Giá tiêu này đang thu mua vào và lịch nhỏ bà con nha. Thưa bà con, lịch nhỏ, lịch thiếu hay lịch đủ khi chúng ta bán ra thì giá tiền cũng ngang người nhau, không có gì thay đổi nhiều bà con nha.
Lý do là vì lý thiếu thì người ta sẽ mua giá cao, lý đúng, lý chuẩn thì người ta mua giá thấp. Vì vậy khi chúng ta bán ra thì giá tiền ngang ngửa nhau. Nếu bà con thấy kênh mình thú vị thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký.